Chào tất cả mọi người, chào mọi người quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thì như video trước mình chia sẻ về các bước làm nail cơ bản cho người bắt đầu làm extension, thì có rất nhiều bạn hỏi là đã làm sẵn extension như vậy rồi thì gợi ý cho các bạn những cái mẫu design như là hiện giờ người ta đang design rất là nhiều hay là hot hit mùa hè này đi. Thì sẵn đây mình muốn chia sẻ với các bạn 5 mẫu nail đơn giản, có dễ làm và không có tốn quá nhiều màu. Thì chúng ta cùng bắt đầu luôn ha. Thì mẫu đầu tiên mình muốn gửi đến cho các bạn là rất là đơn giản thôi, chỉ cần vài vạch thôi là xong rồi. Các bạn có thể mix match chung với ví dụ như 5 ngón tay thì 2 ngón tay design trong một bàn tay thì đã đủ đẹp và không cần vẽ nguyên bộ đâu ha. Thì đầu tiên là các bạn vẽ như thế này, cho một miếng nhỏ màu trắng vào. Sau đó dùng cọ để vẽ nó lên cái phần base, cái cũng có thể là để clear hoặc là sơn một nước màu nước gạo hay là màu natural pink hay gì cũng được ha. Sau đó các bạn cho màu đèn ha, thì ở đây màu trắng mình mix chung với màu tím. Oh no, Boca, cứ mỗi lần mình làm nail hay là làm có khách là cứ ngồi bên cạnh chờ mình vậy đó. Boca xin dễ thương luôn. Ok, mẫu tiếp theo sẽ dễ làm hơn rất là nhiều. Các bạn có thể mix match với tất cả các màu các bạn thích, nhưng mà không kém phần trendy và rất thích hợp cho mùa hè. Cho một cái đường line ở giữa, rất dễ làm mà để đẹp nữa. Những cái đường sau sẽ ngắn hơn đường trước ha. Đây là mẫu nail rất là đơn giản, các bạn không cần phải vẽ cho thẳng hàng, cứ ngoạch ngoạch như là trẻ con vẽ cũng không sao, càng tự nhiên nó càng tốt. Còn là các bạn có thể chọn được nhiều màu mình thích, không có khó, không hề khó luôn. Đây, chỉ trong vài phút là mình đã xong rồi. Và mẫu thứ ba thì là giống như friend nhưng mà nó không phải là như những mẫu cũ của friend. Thì cái này chỉ cần các bạn thả lỏng một tí tay, thả lỏng đừng có cứng quá thì sẽ vẽ được thôi, không có quá khó. Đang làm mưa làm gió trong mùa hè này, có thể dùng base của nó là màu natural pink. Mình thấy màu này sơn nó sẽ rất là xinh hơn là sơn những màu nổi. Các bạn có thể vẽ tùy ý đường ven bất cứ nơi đâu, ví dụ như đây mình sẽ vẽ như thế này, thả lỏng nha, lấy bất cứ cái điểm nào các bạn thích, thả lỏng ra uốn ngược một đường.
Cái này cái móng tập thì các đường friends nó sẽ gần nhau hơn thì nó sẽ đẹp hơn. Rất là đơn giản, các bạn có thể vẽ tùy theo muốn của mình, mỏng, dày hoặc là ngắn. Phải thả lỏng ra, các bạn có thể vẽ những đường cong ha. Bản thân mình rất là thích những cái này các bạn. Phối những nhiều màu khác nhau, đối lập với nhau, rất là xinh và dễ vẽ nữa. Và mẫu thứ năm, mẫu thứ tư đơn giản cực kỳ luôn, vẫn là friend nhưng mà không cần các bạn phải là nín thử để cong hay cũng phức tạp. Như đây mình chọn màu xanh lá cây, vẽ một đường tùy hứng. Sau đó các bạn đi này nó lên màu trắng đi ha, màu dễ cực luôn. Cặp quá thì có thể đi lại một đường nữa. Rất là đơn giản, chưa tới một phút nữa là đã xong rồi. Có thể vẽ những ngón khác tùy hứng, không cần phải nhất thiết phải giống nhau, như vậy nó mới đẹp. Bạn có thể vẽ một đường hoặc là hai đường tùy ý muốn. Để có cách thì có thể các bạn cho những cái đường thêm những cái đường màu trắng ở trang này nè. Mẫu design này đó là càng lạ thì nó sẽ càng đẹp, chứ không phải như ngày xưa mà càng đều thì mới có càng đẹp nha. Phải lạ và phải khác biệt. Và sau đây là mẫu cuối cùng của video ngày hôm nay. Mẫu này chính là cái mẫu hoa cúc trên tay của mình từ cái video trước. Có rất là nhiều khách cũng như là các bạn hỏi là mày có thể làm cho tao về cách vẽ như hoa như thế này được không? Thì hôm nay mình sẵn đây thì mình sẽ đưa cái mẫu này vào trong cái năm mẫu design dễ làm và hợp cho xu hướng mùa hè ha. Mình cũng mix match giữa màu trắng và màu vàng như lần trước. Tiên là có màu trắng để làm cánh hoa. Một cây cánh bông. Thì đây là cuối video rồi, cảm ơn các bạn đã ngồi cùng mình thực hiện và xem hết video ngày hôm nay. Thì hy vọng các bạn sẽ thích và cũng đã chọn được cho mình một mẫu nail ưng ý. Và mùa hè đã tới rồi, chúng mình hãy cùng nhau thật là đẹp và có những bộ nail thật là xinh xắn trong mùa hè này ha. Nếu như các bạn thích video này, hãy like, comment và subscribe cho YouTube. hãy like, comment và subscribe cho kênh YouTube của mình nha. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn nhé. Làm sao bạn, thì như các bạn đã biết là mình Dạ, mình nói thì nói nhưng mà Mocha vẫn ngủ thì ngủ. Baby, you want to nail chứ?